Nhà đất Huy Hùng trên kênh YouTube bán nhà Gò Vấp, Tân Bình, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, cũng trên hệ thống Zalo, Facebook, Fanpage và website nhà đất Huy Hùng.com. Xin kính chào quý vị khách hàng. Video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng em Hùng đến tham quan một căn nhà hướng Tây nằm trên trục đường Thống Nhất, phường 16, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, ngay cổng trường Phan Châu Trinh nha quý vị. Căn nhà với diện tích ngang 4m2, độ dài 22m, thiết kế một trệt 3 lầu. Nhà thiết kế có sân đậu xe hơi xe máy, phòng khách, phòng bếp, 4 phòng ngủ, phòng giặt, phòng thờ và sân thượng trước sau. Và đây là mặt tiền, mặt chính căn nhà chúng ta này. Căn nhà phố thiết kế theo mẫu kiến trúc hiện đại, tặng kèm full nội thất bên trong. Nhà thì đầy đủ công năng với gara, đậu xe hơi, xe máy, phòng khách, phòng bếp, 4 phòng ngủ, phòng giặt, phòng thờ và sân thượng nha quý vị. Con đường vào căn nhà thì khoảng tầm 6m này. Ngay cổng trường học Phan Châu Trinh, Phan Tây Hồ này quý vị nhìn này. Đây là cổng trường học Phan Châu Trinh, Phan Tây Hồ nhá. Ngay cổng trường mình luôn nha quý vị. Vị trí này thì thuận tiện ở mướn phòng công ty và cho thuê, một căn nhà phố rất tuyệt vời. Và nằm trên một con hẻm an ninh, toàn là nhà lầu, khu dân cư hiện hữu, thuộc trục đường Thống Nhất, phường 16, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Và chúng ta sẽ cùng em Hùng vào bên trong căn nhà nhé. Căn nhà chúng ta thì sẽ có sân đậu xe hơi xe máy riêng biệt. Quý vị sẽ có lớp cửa cổng 4 cánh này. Bên trong đây là một cái sân đậu xe hơi từ 4 đến 7 chỗ. Và đậu thêm được vài chiếc xe máy nữa nhé. Chỗ này thì chủ nhà có ốp gạch trang trí lên cao khoảng tầm 2m, dưới thì ốp gạch nhám. Hai bên tường thì có sơn màu trắng, còn bên trên thì có lập mái chống mưa, máy kính chống mưa nhé. Đây là không gian sân của căn nhà. Ngang 4m2, độ sâu 20m. Giá bán thì chủ nhà đang đưa ra mức thanh khoản chỉ hơn 8 tỷ một tí thôi. Di chuyển vào trong đây thì quý vị sẽ đến với lớp cửa chính, lớp cửa nhôm Sinfa này. Và bên trên thì quý vị nhìn thấy có trần để ốp nhựa này, ban công là đua ra 1m2. Căn nhà này có hướng Tây, ghé nam một tí thôi nhá, nhưng mà hầu như là chính Tây. Và bên trong đây là không gian phòng khách thì rất là dài. Quý vị sẽ có sofa kết hợp với quạt trần Panasonic bên trên. Hai bên tường thì có ốp nhựa trang trí và ốp giả đá kết hợp với màn hình TV 55 inch. Tủ kệ TV, tủ kệ để đồ. Và quý vị đang đến với không gian phòng khách của căn nhà. Phòng khách này thì được ốp gạch 80 và thiết kế rất là tuyệt vời. Hệ thống điện thì sử dụng hệ thống công tắc Panasonic nhé. Đây là không gian phòng khách của căn nhà. Chúng ta đang đến với không gian phòng khách của căn nhà dài, ngang 4m2, độ sâu lên tới 22m nhé. Và chủ nhà đang đưa ra mức thanh khoản rất là thấp, chỉ hơn 8 tỷ một tí thôi. Và để lại toàn bộ nội thất bên trong. Dưới tầng trệt thì quý vị sẽ có không gian phòng khách với sofa và những bức tường được ốp nhựa trang trí rất là đẹp. Phía sau sẽ là không gian phòng bếp rộng. Nhà này thì có luôn cả sân trước sân sau nha quý vị. Không gian phòng bếp thì quý vị thấy có những bức tường được ốp nhựa kết hợp với ốp kính caro này, bàn ăn 6 ghế này, tủ lạnh hai cửa cyber size. Tủ bếp trên dưới được làm bằng chất liệu gỗ sồi. Khu vực để bếp âm, bồn rửa chén bát, giá kệ để chén bát. Và cuối nhà phía sau thì quý vị sẽ có sân sau lên tới 2m. Sân sau này thì có làm công trình phụ và trồng lan, trồng kiếng phía sau này. Chỗ này thì quý vị rửa chén bát, tiệc tùng phải nói là tuyệt vời nhé, rất là rộng. Và một không gian phòng vệ sinh ở cuối đây. Phòng vệ sinh thì bao gồm bồn cầu, lavabo rửa mặt, vòi tắm hoa sen và gương soi. Đây là không gian sân sau của căn nhà, sân sau 2m. Ngang 4m2, độ sâu 22m. Và xây dựng một trệt 3 lầu, có gara xe hơi riêng như thế này. Và chủ nhà đang chào bán là 8 tỷ 550 triệu đồng, còn thương lượng. Quý anh chị cô chú quan tâm thì alo về cho em Hùng theo số hotline đang hiển thị ngay trên màn hình nhé. Căn nhà chúng ta ngày hôm nay thì đang tọa lạc ngay với trục đường Thống Nhất thuộc phường 16, ngay cổng trường Phan Châu Trinh, Phan Tây Hồ. Nhà thì xây mới 100% và nội thất bên trong thì khá là đẹp. Đặc biệt căn nhà mình tương đối dài, có gara xe hơi riêng, không có lửng, thuận tiện cho gia đình có người già và di chuyển lên xuống thuận tiện, dễ dàng. Thì đây là một căn nhà rất là hợp lý. Và theo cầu thang thì quý vị sẽ cùng em Huy Hùng lên bên trên tham quan kiến trúc thiết kế các phòng ngủ nhé. Căn nhà này thì có 4 phòng nha quý anh chị. Chúng ta đang đến với không gian phòng ngủ này. Quý vị sẽ tiến vào không gian phòng ngủ đầu tiên, phòng ngủ số 1 phía sau. Phòng ngủ này thì quý vị sẽ có giường ngủ 2m. Phòng ngủ này thì quý vị thấy này, có giường ngủ 2m, tủ áo đóng phun trần, tủ áo tương đối rộng nhá. Và ở đây thì quý vị sẽ có hệ thống cửa ra khu vực sân sau của căn nhà rất là thoáng, có màn rèm. Và phòng ngủ này được ốp gạch giả gỗ tương đối là đẹp và tỉ mỉ, cũng làm rất là chỉnh chu. Có tủ kệ TV này. Đây là không gian phòng ngủ số 1. Phòng ngủ này thì có vệ sinh ngoài. Phòng vệ sinh thì bao gồm bồn cầu, lavabo rửa mặt, bồn tắm đứng vách ngăn, vòi tắm hoa sen, gương soi đèn LED và phòng vệ sinh ốp gạch phun trần. Đang đến với không gian phòng vệ sinh của phòng ngủ số 1. Và qua bên đây thì quý vị đến với không gian phòng ngủ số 2 này.
Phòng ngủ số 2 thì rộng hơn nhé. Phòng này thì có giường ngủ 2m2, chăn ga gối nệm, bàn trang điểm, bàn làm việc và tủ áo đóng phun trần. Đây bên trên có đèn chiếu sáng này. Bên ngoài thì quý vị có ban công lên tới 1m2. Đây là bên ngoài ban công của căn nhà này. Quý vị nhìn này, khu phố này cũng khá là lịch sự nhé. Khu phố nhà lầu đồng bộ khá là lịch sự và khang trang. Chúng ta đang đến với một căn nhà phố dài, ngang 4m2, độ dài 22m, nằm ngay sát với khu dân cư Cityland thuộc trục đường Thống Nhất, phường 16, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Phòng này thì quý vị có vệ sinh trong, có bồn tắm nằm này, bồn cầu và lavabo rửa mặt nhé. Đây là không gian phòng vệ sinh của phòng ngủ số 2. Và tiếp tục theo chân em Huy Hùng thì chúng ta sẽ di chuyển lên trên khu vực lầu 2. Quý vị sẽ cùng em đến với không gian phòng số 3 và số 4. Nhà này tương đối dài, rộng nên cầu thang làm bậc khá thấp và có chiếu nghỉ. Quý vị di chuyển lên xuống rất là thoải mái và dễ dàng. Chúng ta đang tiến lên không gian phòng ngủ số 3 và số 4, hai phòng cuối cùng của căn nhà. Hai phòng ngủ này thì cũng đầy đủ trang thiết bị nội thất, bao gồm cả máy lạnh Daikin nhé. Và chúng ta đang đến với không gian phòng số 2. Phòng này thì cũng tương đối là đẹp này, sang và khá là thoáng, đầy đủ trang thiết bị nội thất luôn. Quý vị mua thì chỉ việc xếp ba lô quần áo về ở thôi. Phòng này thì chúng ta cũng có vệ sinh trong, phòng vệ sinh vẫn đều có bồn tắm đứng vách ngăn. Và qua bên đây thì chúng ta sẽ đến với không gian phòng ngủ số 4, phòng ngủ cuối cùng. Phòng ngủ này thì cũng có giường ngủ 2m2, bàn trang điểm, bàn làm việc, tủ áo, đóng phun trần, đèn trần, máy lạnh Daikin. Đây máy lạnh Daikin này quý vị. Ban công bên ngoài. Đó ban công bên ngoài này. Căn nhà này có hướng Tây, có ghé Nam một tí xíu thôi, phù hợp cho cô bác anh chị chúng ta thuộc mệnh phong thủy là Tây Tứ Trạch. Quý vị cô chú đang tìm nhà nằm trên trục đường Thống Nhất gần với khu dân cư Cityland, sát bên ngã tư Nguyễn Văn Lượng và Thống Nhất cũng như là Lotte Mart quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh và gần với trục đường Quang Trung, di chuyển qua sân bay Tân Nhất khoảng tầm 10 phút, di chuyển về trung tâm thành phố Hồ Chí Minh khoảng tầm 20 phút, một căn nhà dài có sân đậu xe hơi riêng và có sân trước sân sau thì quý vị có thể đến tham quan ngay căn nhà này nha quý vị. Căn nhà rất là dài và được chủ nhà xây mới, thiết kế khá đẹp và ấn tượng, không gian xanh thoáng mát. Đặc biệt căn nhà mình có sân thượng trước sau, cũng như là không gian sân trước sân sau nên là rất là thoáng cho kiến trúc của căn nhà mình. Và giá bán thì chủ nhà đang chào bán ra là 8 tỷ 550 triệu đồng còn thương lượng. Và đây là không gian sân thượng sau để giặt đồ phơi đồ nha quý vị. Bên trên thì chủ nhà đã gắn sẵn bồn nước và năng lượng mặt trời rồi nha mọi người. Và ngoài đây thì quý vị sẽ có sân thượng trước thì chúng ta có thể làm thêm phòng thờ nhé. Đây là sân thượng trước này. Sân thượng này thì có để bộ xích đu này, rồi lập mái bên trên rồi. Chúng ta có thể làm thêm phòng thờ ở khu vực này. Và ngoài đây là không gian sân thượng rất là rộng. Chỗ này chúng ta trồng rau, trồng cây xanh như vậy nó là tuyệt vời. Và giá bán chủ nhà đưa ra là 8 tỷ 550 triệu đồng. Quý vị có chú quan tâm đến căn nhà ngang 4m2, độ sâu 22m, nằm ngay sát trường Phan Chu Trinh, Phan Tây Hồ này, hãy alo về cho em Hùng để đến xem và sở hữu nhé. Huy Hùng trên kênh YouTube Bán Nhà Gò Vấp Tân Bình, quận 12. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video lần sau.